Tình huống giả định vào lúc 14 giờ, xe tải trọng tải 9 tấn, động cơ diesel chạy hướng Bắc Nam. Đến km 4 510 bị gãy cần sau, xe lật, thùng dầu va đập mạnh bị vỡ. Nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy có khói lớn. Lái xe bị thương trên đầu, phụ xe và chủ xe bị thương ở chân và mắc kẹt. Lúc này màn hình camera giám sát và thiết bị cảm ứng đặt trong hầm phát tín hiệu báo động khẩn cấp. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên Huế ở phía Bắc và cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng ở phía Nam hầm huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát giao thông phân luồng xử lý ùn tắc trong và ngoài hầm. Trong khi đó, y tá và nhân viên cứu hộ sơ cứu các nạn nhân bị thương ngất xỉu rồi đưa ra bên ngoài rồi chuyển lên các bệnh viện chữa trị. Sau 20 phút đám cháy được dập tắt, giao thông trong và ngoài hầm trở lại bình thường.